Đây là đôi loa lời BMB 15V. Như tôi đã có một video nói về tổng thể rồi. Tôi còn rất nhiều các bác nhá, trên kia kìa. Đằng kia kìa. Rất nhiều. Và trong này cả đống á. Riêng loa lời thì tôi dám xưng làm vua ở Hà Nội này cũng được, kể cả Việt Nam nếu mà bán lẻ. Bán lẻ thì tôi khẳng định không nơi nào bán nhiều loa lời bằng cửa hàng tôi ở Việt Nam này luôn. Còn không nói với những bác nào bán buôn nhá. Riêng bán lẻ thì xin làm vua luôn. Đây là đôi loa L15V. Tôi sẽ test gửi cho anh khách hàng ở Lâm Thao, Phú Thọ. Trước khi gửi đi thì tôi test lại. Tôi đang ghép vào âm ly Jaguar. Loa lời để các bác ghép vào nghe nhạc, xem phim, hát karaoke. Tất cả những lĩnh vực về âm thanh. Nghe nhạc sân vườn, cà phê sân vườn, chiếu phim các loại. Loa sản xuất tại Nhật. Một loa toàn giải và một lỗ thông hơi. Loa rất nặng và đặc chắc nha. Mega một gang tay. Một gang tay chưa hết nha. 15V. Đây. Sản xuất tại Nhật Bản. Tôi sẽ mở to mà các bác cùng nghe. Nghe loa toàn giải thì hay lắm. Các bác nghe nhạc trong phòng ngủ nhá, hoặc kể cả một cái phòng đang ở phòng khách nhà tôi ở chung cư nhá, tầm 30 mét vuông, nghe một mình nó cũng rất hay nhá. Nếu các bác nghe nhạc, nếu bác nào thích chống mạnh thì phải nghe loa to, chứ còn nghe nhạc lời và tép nhiều ấy, thì nghe những đôi này nghe một mình nó cũng rất hay. Những chiều mây lưng đùi, tầm mắt hướng xa xôi. Ngày sau một hai chất hết bài, next bài. Trong ba đứa không chung đường, chắc nhớ nhau nhiều lắm. Người lướt mây. Loa hoạt động hoàn hảo các bác nha, hàng bãi xin, zin xịn 100%. Đây tôi chưa lau chùi nha, mùi bạn tất đây này. Nó còn bẩn thỉu lắm, còn phải lau chùi, sau chút nữa tôi mới lau chùi. Thì các bác đừng có lo là hàng thế này thế kia nha. Đây lau chưa lau chùi bẩn lem nhem hết rồi này. Vì nó nhiều hàng quá làm gì có thời gian mà lau các bác. Nên là cứ bác nào đặt hàng thì tôi mới lại vệ sinh cho các bác, rồi lại gửi cho các bác thôi. Thế nên nhiều bác còn hỏi là hàng có sửa chữa gì không mà lau chùi chả có thời gian mà lau thì còn sửa gì bác. Đấy bẩn thỉu này. Đấy. Cứ bác nào chiến hàng thì tôi lại lau chùi, gửi đi cho các bác chơi. Xin chào, hẹn gặp lại.